Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh Giái Hơi hàng ngày của chúng tôi. Nếu như những thông tin trong video này là bổ ích đối với quý vị và các bạn thì hãy cho mình xin một like ở video này. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi cập nhật Giái Hơi hàng ngày. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin Giái Hơi sáng ngày thứ 6, ngày 19 tháng 11 năm 2021. Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu tháng 11 cho đến nay, giá lợn hơi liên tục chứng giá và có xu hướng giảm ở nhiều địa phương cả khu vực miền Bắc và các tỉnh ở thị trường miền Nam. Theo một số đầu mối kinh doanh thịt heo ở khu vực miền Bắc, trong 2 ngày qua, công ty cổ phần chăn nuôi CP ở khu vực miền Bắc tiếp tục điều chỉnh giá giảm thêm đối với lợn bán ra và tổng mức giảm trong 2 ngày qua lên đến 4.000 đồng trên 1 kg và động thái này có thể khiến giá hơi ở thị trường miền Bắc có thể sẽ giảm thêm trong những ngày tới. Cụ thể trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc phổ biến mức giá quanh ngưỡng 40.000 đồng trên 1 kg. Trong đó một số địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Dương vẫn đang giữ nguyên mức giá 38 cho đến 41.000 đồng trên 1 kg tùy thuộc vào từng khu vực. Chẳng hạn tại Hà Nội, một số huyện như là Đan Phượng, Trường Mỹ chỉ có mức giá 38.000 đồng trên 1 kg trong buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó, các huyện khác có mức giá cao hơn như là Phúc Thọ, Ba Vì giao động trong khoảng 41 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh trong vùng như là Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có mức giá cao hơn, hầu hết các địa phương này đều đang trên 40.000 đồng 1 kg. Bên cạnh đó, một số tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc như là Thái Nguyên, Bắc Cạn hay là đối với tỉnh Bắc Giang trong ngày hôm nay cũng chỉ dao động trong khoảng 38 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang có mức giá cao hơn, hầu hết các địa phương này cũng trên 40.000 đồng 1 kg và cao nhất trong ngày hôm nay ở Tuyên Quang có mức giá 43.000 đồng trên 1 kg. Giá cao phải kể đến các tỉnh ở khu vực Tây Bắc như là Sơn La, Lai Châu hay là đối với tỉnh Điện Biên các địa phương này đều đang giao động trong khoảng 45.000 đồng trên 1 kg, thậm chí có những tỉnh còn có mức giá cao hơn nữa. Nguồn cung không thực sự dồi dào như các tỉnh ở khu vực miền Bắc và thị trường miền Nam khiến cho giá hơi ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên trong ngày hôm nay hầu như không có sự biến động nhiều. Mức giá phổ biến ở các địa phương này dao động trong khoảng 42 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg, Tuy nhiên, một số nơi có lượng đàn heo lớn như là Thanh Hóa, Nghệ An lại có mức giá thấp hơn so với các tỉnh ở khu vực miền Nam Trung Bộ. Ở Thanh Hóa ghi nhận mức giá thấp 42.000 đồng trên 1 kg ở nhiều huyện, ngay như Nghệ An cũng xuất hiện mức giá này. Tuy nhiên, sự chênh lệch giá giữa Thanh Hóa và Nghệ An giữa các huyện là rất lớn. Có những huyện lên đến 47.000 đồng trên 1 kg, tuy nhiên có huyện cũng chỉ dao động trong khoảng 42.000 đồng, thậm chí còn thấp hơn. Thị trường miền Nam trong ngày hôm nay không có sự biến động. Tại các tỉnh ở thị trường miền Đông lẫn khu vực miền Tây Nam Bộ trong ngày hôm nay vẫn đang duy trì trong khoảng 40 cho đến 44.000 đồng trên 1kg. Giá lợn hơi ở hầu hết các địa phương trên phạm vi cả nước đang dưới giá thành chăn nuôi khiến cho người chăn nuôi đang thua lỗ nặng. Bên cạnh đó, dịch tả lợn châu Phi cũng tái bùng phát trở lại không chỉ ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc mà ngay như khu vực miền Trung và thị trường miền Tây Nam Bộ cũng đang xuất hiện bên cạnh đó bức tranh tổng thể dịch tả lợn châu phi ở đất nước trung quốc đã trở nên phức tạp hơn khi mà các nhà khoa học đã báo cáo sự xuất hiện của chủng virus kiểu gen mới theo báo cáo của các nhà khoa học viện thú y cấp nhĩ tân cho biết sự xuất hiện của kiểu gen mới dịch tả lợn châu phi trên đàn lợn của đất nước này đầu tiên có thể dẫn đến nguy cơ lây nhiễm mãn tính không thể thanh toán dứt điểm và theo đó, kiểu gen L là, là chủng dịch tả lợn Châu Phi từng xuất hiện xung quanh khu vực Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha trong nhiều thập niên khác nhau của thế kỷ 20 và vẫn đang hiện hữu ở một số quần đảo của Italia. Các nhà khoa học trong ngành thú y chăn nuôi tại Viện Hàn lâm Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng, sự xuất hiện của kiểu gen này sẽ gây ra nhiều vấn đề thách thức đối với việc kiểm soát và phòng chống dịch tả lợn Châu Phi ở Trung Quốc trong thời gian tới. Còn đối với giá hơi trong ngày hôm nay ở các tỉnh thuộc khu vực miền Bắc, nhiều tỉnh vẫn có xu hướng giảm nhẹ. Cụ thể như Hà Nội trong ngày hôm nay giao động mức giá 38 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên phổ biến mức giá 40 cho đến 42.000 đồng. Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Đặc biệt, một số hộ chăn nuôi báo giá ở huyện Vũ Thư của tỉnh Thái Bình trong ngày hôm nay có mức giá 42 cho đến 43.000 đồng. Hải Dương giao động mức giá 39 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Hồng Đức của huyện Ninh Giang của tỉnh Hải Dương trong ngày hôm nay chỉ giao động trong khoảng 40.000 đồng. Hà Nam trong ngày hôm nay có mức giá 38 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Theo ghi nhận tại chợ đầu mối gia súc gia cầm tỉnh Hà Nam trong ngày hôm nay, lượng heo về khá ít, heo nhỡ không về nhiều như những ngày trước đó nữa. Có thể là dịch tả lợn châu Phi đã khiến cho người dân bán tháo từ trước và hiện nay lượng heo đã ít dần. Quảng Ninh là địa phương vẫn duy trì mức giá cao trong ngày hôm nay so với các tỉnh ở khu vực miền Bắc, giao động trong khoảng 42 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Hai địa phương là Nam Định và Ninh Bình trong ngày hôm nay có mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ phổ biến mức giá 40 cho đến 43.000 đồng. Trong khi đó, đối với tỉnh Vĩnh Phúc trong ngày hôm nay chỉ dao động trong khoảng 41 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên phổ biến mức giá 37 cho đến 42.000 đồng, Bắc Giang 38 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Tuyền Quang trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 40 cho đến 43.000 đồng. Lạng Sơn phổ biến mức giá 40 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với tỉnh Yên Bái, giao động mức giá 42 cho đến 44.000 đồng. Lào Cai trong ngày hôm nay cũng đang giữ mức giá ổn định. Hầu như các địa phương ở đây không có sự thay đổi và giao động trong khoảng 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh ở khu vực phía Tây Bắc có mức giá cao hơn so với các tỉnh ở khu vực Trung Du và miền núi, đặc biệt là khu vực Đông Bắc và khu vực Đồng Bằng Sông Hồng như Lai Châu, Sơn La phổ biến mức giá 43 cho đến 46.000 đồng, Điện Biên giao động trong khoảng 44.000 đồng trên 1 kg. Quý vị và các bạn thân mến, theo nhận định của ngành nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long, số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm nay không nhiều. Ông Lê Trường Hận, trưởng trạm chăn nuôi và thú y của thành phố Vị Xuyên thông tin, năm nay tình hình chăn nuôi đón Tết trên địa bàn không nhộn nhịp như những năm trước. Nguyên nhân là do người dân lo ngại giá hơi xuống thấp, chi phí chăn nuôi tăng, nhất là những tác động tiêu cực của tình hình dịch Covid-19 đến thị trường tiêu thụ cuối năm. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Nam, trong ngày hôm qua một số địa phương có xu hướng tăng cục bộ, có những tỉnh tăng từ 1 cho đến 2.000 đồng trên 1 kg. Tuy nhiên trong ngày hôm nay, thị trường miền Nam không ghi nhận có sự biến động. Ngay như tại thủ phủ chăn nuôi heo ở tỉnh Đồng Nai trong ngày hôm nay cũng có mức giá khá thấp, chỉ giao quanh mức giá 40 cho đến 43.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh 43 cho đến 44.000 đồng. Bình Dương, Bình Phước trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 42 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở thị trường miền Tây như là Tiền Giang giao động mức giá 40 cho đến 42.000 đồng, Long An 43 cho đến 44.000 đồng trên 1 kg. Bến Tre trong ngày hôm nay phổ biến mức giá 40 cho đến 42.000 đồng. Trà Vinh giao động mức giá 39 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg. Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng trong ngày hôm nay có mức giá 40 cho đến 43.000 đồng Vĩnh Long 42.000 đồng trên 1 kg, An Giang và Cần Thơ có mức giá 44.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp phổ biến mức giá 43 cho đến 45.000 đồng, trong khi đó Kiên Giang trong ngày hôm nay dao động trong khoảng 41 cho đến 42.000 đồng trên 1 kg, Cà Mau giao động trong khoảng 42 cho đến 43.000 đồng và địa phương này cũng không có sự thay đổi so với ngày hôm qua. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Trung và Thanh Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự biến động, Thanh Hóa phổ biến mức giá 42 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An giao động mức giá 43 cho đến 47.000 đồng. Hà Tĩnh phổ biến mức giá 43 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình và Quảng Trị trong ngày hôm nay giao động trên dưới 44 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Huế 45 cho đến 46.000 đồng. Quảng Nam và Quảng Ngãi trong ngày hôm nay giao động trong khoảng 44 cho đến 46.000 đồng. Bình Định phổ biến mức giá 40 cho đến 45.000 đồng trên 1 kg. Trong khi đó Phú Yên vẫn đang duy trì mức giá 44 cho đến 45.000 đồng, Khánh Hòa 46.000 đồng trên 1 kg. Ninh Thuận và Bình Thuận có mức giá dao động 43 cho đến 45.000 đồng. Các tỉnh ở khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay cũng không có sự thay đổi. Mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg là phổ biến ở các tỉnh thuộc khu vực này. Cụ thể trong ngày hôm nay, Gia Lai giao động mức giá 45.000 đồng, còn Tum phổ biến mức giá 44 cho đến 46.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk cũng có mức giá tương tự, 44 cho đến 46.000 đồng. Trong khi đó, Đắk Nông và tỉnh Lâm Đồng trong ngày hôm nay có mức giá 45 cho đến 47.000 đồng trên 1 kg. Và đó cũng là những thông tin cuối cùng trong bản tin giái hơi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi.